Lời Chúa theo Thánh Gioan, chương 14 từ câu 1 đến câu 12. Khi ấy Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: Anh em đừng xao xuyến, hãy tin vào Thiên Chúa và tin vào Thầy. Trong nhà Cha Thầy có nhiều chỗ ở. Nếu không, Thầy đã nói với anh em rồi, vì Thầy đi dọn chỗ cho anh em. Nếu Thầy đi dọn chỗ cho anh em, thì Thầy lại đến và đem anh em về với Thầy. Để Thầy ở đâu, anh em cũng ở đó. Và Thầy đi đâu thì anh em biết đường rồi. Ông Tô Ma nói với Đức Giêsu: Thưa Thầy, chúng con không biết Thầy đi đâu, làm sao chúng con biết được đường? Đức Giêsu đáp: Chính Thầy là con đường, là sự thật và là sự sống. Không ai đến với Chúa Cha mà không qua Thầy. Nếu anh em biết Thầy, anh em cũng biết Cha Thầy. Ngay từ bây giờ, anh em biết người và đã thấy người. Ông Philip nói: Thưa Thầy, xin tỏ cho chúng con thấy Chúa Cha, như thế là chúng con đã mãn nguyện. Đức Giêsu trả lời: Thầy ở với anh em bấy lâu, thế mà anh Philip, anh chưa biết Thầy ư? Ai thấy Thầy là thấy Chúa Cha. Sao anh lại nói: Xin tỏ cho chúng con thấy Chúa Cha? Anh không tin rằng Thầy ở trong Chúa Cha và Chúa Cha ở trong Thầy sao? Các lời Thầy nói với anh em, Thầy không tự mình nói ra, nhưng Chúa Cha đứng ở trong Thầy, chính Người làm những việc của mình. Anh em hãy tin Thầy, Thầy ở trong Chúa Cha và Chúa Cha ở trong Thầy. Bằng không thì hãy tin vì công việc Thầy làm. Thật, Thầy bảo thật anh em, ai tin vào Thầy thì người ấy sẽ làm được những việc Thầy làm. Người đó còn làm những việc lớn lao hơn nữa, bởi vì Thầy đến cùng Chúa Cha. Quý vị và các bạn thân mến, trong những ngày tháng vừa qua, có lẽ nhiều người đã lo lắng, hoang mang và đôi khi còn thất vọng chỉ vì bệnh dịch đường hô hấp. Chúng ta hoang mang không biết Chúa đang ở đâu. Chúa có nhìn thấy nỗi thống khổ của con người hay không? Chúa có nghe thấy tiếng kêu cầu của con cái Chúa đang van xin hay không? Chắc hẳn những nỗi hoang mang, thất vọng của chúng ta ngày nay cũng giống như nỗi hoang mang, thất vọng của các tông đồ năm xưa. Họ vẫn hy vọng là Chúa đến để giải thoát họ khỏi nỗi lầm than, khỏi quyền lực của chính trị, khỏi sự dữ. Họ đã chứng kiến Chúa đã chữa cho người mù thấy được, người bại liệt đi được, người câm nói được, người điếc nghe được, và thậm chí Chúa còn làm cho người chết sống lại. Bên cạnh đó, Chúa đã mặc khải cho các ông biết con đường cứu độ mà Chúa phải trải qua đau khổ, bị người ta bỏ rơi, bị đánh đòn và kết án tử hình. Nhưng Chúa đã bước vào con đường khổ nạn và chịu chết thì họ sẽ như thế nào? Họ cũng rơi vào tình thế bi đát, hoang mang, thất vọng, buồn chán. Nhưng trong nỗi thất vọng, ưu sầu, Chúa có bỏ rơi họ không? Thưa không, sau khi sống lại, Chúa đã hiện ra với các ông, an ủi các ông. Chính vì thế, các ông lại vui mừng, lại có một sức sống mới, sức sống khác với sức sống của những ngày u buồn, lo lắng, hoang mang. Vì từ nay các ông không còn sống cho chính các ông, mà chỉ sống cho mình Chúa Giêsu, như lời Thánh Phao-lô đã nói: Tôi sống nhưng không còn phải là tôi, nhưng là Đức Kitô sống trong tôi. Chúng ta có sống là sống cho Chúa, mà chết cũng chết cho Chúa. Vậy dù sống, dù chết, chúng ta vẫn thuộc về Chúa. Chúng ta cũng thế, hãy tin tưởng và phó thác vào bàn tay quan phòng của Thiên Chúa. Chắc chắn Thiên Chúa không bỏ rơi chúng ta, Ngài vẫn nghe tiếng kêu cầu của chúng ta, thấy cảnh con cái của Ngài đang hoang mang. Qua biến cố đại dịch COVID-19 này, chúng ta tự đặt câu hỏi rằng: Chúa muốn tôi làm gì trong cơn dịch bệnh này? Tôi có biết lắng nghe tiếng Chúa nói với mình hay không? Có phải Chúa muốn vợ chồng yêu thương nhau, quan tâm đến nhau, tha thứ cho nhau? Cha mẹ cần thời gian dành cho chăm sóc, yêu thương, lắng nghe con cái hơn là quăng nó một chiếc điện thoại. Con cái biết lắng nghe ông bà, cha mẹ dạy dỗ. Chúng ta biết kính trên nhường dưới. Chúng ta cần phải sống sự thật với nhau. Xin Chúa Giêsu Kitô phục sinh luôn ở cùng chúng con. ban sự bình an cho chúng con, và nhất là ban cho chúng con thêm niềm tin, niềm hy vọng và đức mến. Nhờ đó mỗi ngày chúng con luôn biết phó thác, tin tưởng, hy vọng và yêu mến Chúa, dẫu cho cuộc đời của chúng con như thế nào. Amen.